Rồi, hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhé, Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm đó chính là cái gánh quạt của xe Cauti 29 chỗ động cơ D4GA, hoặc là một số động cơ lắp chung. Đây là con này là hàng xịn 100% hàng Hyundai Mobis xịn anh em nhé. Nói không với pha ke và nói không với hàng Trung Quốc. Đây các bạn, đây Mobis xịn đây. Cộng về thứ hai nữa đây, khi các bạn mở ra thì bên trong có cái quạt này. Đó, đây là cái lỗ này các bạn, bốn lỗ. Đây là cánh quạt này, bốn cái xịt 100% tem báo vạch đóng dấu các bạn. Đó các bạn thấy không? Đây là tay cái quạt xịt 100% nhé. Đây mình bật cho các bạn xem hai mặt luôn này. Đấy, các bạn thấy không? Xịn sò 100% luôn. Đấy, vừa rồi thì mình có đo cho các bạn xem qua cái sổ dài của cánh quạt đấy các bạn. Đấy các bạn, có thì khi các bạn mua cái này thì các bạn có thể check cho mình đúng đời, check cho mình xịt số khung, hoặc các bạn có thể xin cho mình xin cái kích thước của cánh quạt cho chính xác. Đấy. Đây các bạn, đây, dập hết toàn bộ đây, dập hết toàn bộ các bạn này. Đấy, dập hết toàn bộ này. Đó các bạn thấy không, dập hết toàn bộ này, thông số này. Đấy, xịn sò 100% Mobis luôn. Đấy, mãi dập hết bên trong các bạn này. Dập mờ trong các bạn này. Đấy, anh em nào ủng hộ cánh quạt này thì ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại đây các bạn có thể vào số điện thoại này ủng hộ mình. Đấy, và các bạn có thể vào tất cả những trang social của mình, Zalo, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Shopee. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các sản phẩm, cũng như các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái video về xe cũ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.